thiệu các bác đây là một mẫu sản phẩm loa. Đấy. Đây là TVK 15, một bát 40, một tép kèn. Đây mọi người các bác xem cái này sử dụng có 340 một tép kèn DT 15. Đấy, bên trong là có rất nhiều xốp. Cái xốp này gọi là đập là không vỡ nhưng đốt là nó lại cháy. Đấy. Xốp rất là hay, đập không vỡ đốt cháy. Em nhờ mấy anh ở bên CF mở luôn này. Úi dồi ôi, nhìn trông cái thùng đẹp thế. Wow, long lanh luôn nha. Long lanh đúng phiên bản kim cương. Đây, đây gọi là kim cương đen này. À, kim cương đen. Đây mà các bác xem. Loại này tiếng thì hay hơn dòng 715 cực nhiều. Tiếng hay hơn 715 rất là nhiều các bác nhá. Thiết kế theo một tiêu chuẩn Italia. Đây mặt form này. Check mẫu này. Đáp tuyến từ 48 hen đến 20 km hen, đáp tuyến rộng. Logo còn cá heo. Đấy. Cá heo các kiểu luôn nhỉ, kiểu dịu với cá heo. New trick đằng sau. Đây mặt form đây. Logo hàng công ty hàng xịn này đấy. Quay này này đấy. Các bác treo lên thì là đứng được. Cái này là sử dụng một bát 40 một tép kèn. Thông số chi tiết thì chưa được mở ra, nên chưa có thể quay chi tiết cho các bác xem được. Nhìn này trông gọi nó cao thượng, nhìn từ dưới lên trên gọi là cao thượng. Chất lượng âm thanh thì rất là hay. Rất tiếc ở đây là điện đóm không có, nên là đầy đủ thiết bị nhưng mỗi cái là điện đóm không có này là thôi. Đây đành phải quay chay vậy. Số tiếng đây. Thùng xốp rất nhiều nơ các bác nha. Xốp này đập là không vỡ nhưng đốt lại cháy xốp. Xốp. Bạn vào đây đúng không? Loa trước đi, loa trước. Rồi ok. Hẹn các bác video sau.